Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Rồi ông nói kết luận: quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chúng ta hứa nguyện với Chúa hãy ở trong nhà của Chúa, làm con cái yêu dấu của Chúa, để được Chúa chăm sóc, bao phủ, gìn giữ, ở cùng chúng ta luôn luôn. Đó là điều mà tôi xin chia sẻ của các bà anh chị em. Cảm tạ ơn Chúa. Và thì giờ không cho phép nữa, cho nên chúng tôi xin cảm ơn các ông bà anh chị em rất là nhiều, và cầu xin Chúa để ơn chúc phước lành trên hội thánh Chúa ở đây.